cảm. Lúc đó chị chưa cảm nhận được là tình yêu của anh đã bắt đầu mong men đến chị. Họ đó chưa thích. Lúc đó chưa thích chắc là có nhiều người xung quanh lắm đúng không? Trước đó là cũng có quen một người, nhưng mà sau này là nói chung là cũng không có đi tới đâu hết trơn á. Mình cũng có một mối tình ngoài quê. Cô bé đó là nhỏ hơn mình 6 tuổi, ở sát nhà luôn. Và cô ta là con một, xinh đẹp. Nhưng mà nói chung là cái khoảng cách về địa lý La Ngà rồi với Quảng Ngãi nó rất là xa. Bà xã của mình vẫn biết được là mình ngoài quê vẫn đang có một cái mối lương duyên. Tức là cũng có khả năng là đến hôn nhân á. Cô mới nói mình là quyết định. Nếu là anh có đến nhà em á thì là anh phải coi như gọi là chốt á, rồi quyết định, chứ không có thể chờ bà già ở ngoài đó vô rồi coi ngoài đó làm sao rồi mới dàn xếp cho mày. Thì cái chuyện tình cảm thì chị không có chịu. Là bữa đó là sao mà trong lúc đó là suy nghĩ rồi là tôi mình đã thôi được rồi, để là để anh viết thư gì mà đó để mời bà già đi nói chuyện, là đến luôn, là coi như là chốt luôn. Chú rồi lúc đó chú giải quyết cái mối lương duyên ở dưới quê thì sao chú? Nói chung là cũng rất rối. Mình phải xin lỗi. Tức là ngoài quê người ta đặt nặng về vấn đề là tình cảm. Người ta đã đặt là rất là chú trọng. Thậm chí là má mình và má cô kia cũng gần sát bên nhà mà người ta đã hứa hẹn với nhau rồi. Cho nên mình cũng rất là khó. Chú cũng nói với người kia là xin lỗi, bây giờ ở trong này nó gần gũi và muốn lập nghiệp ở trong Sài Gòn. Chứ còn cô kia là cô con một, cho nên muốn lấy cô đó là phải quay về quê, quay trở lại của mình thì muốn lập nghiệp ở miền Nam. Quyết định là nói với má là con sẽ cứ vợ ở Sài Gòn. Má thì trong ruột má cũng không thích đâu, nhưng mà má thì má rất thương con. Bà ngoại thế thôi lĩnh kỉnh cũng như đồ đạc từ ngoài quê vô. Mặc dù ở đây là có ông anh rồi, ông anh của mình cũng đang làm nhà bên đường, nhưng mà bà xã và nó phải có mẹ vô. Bao lâu mình cưới nha? 7 tháng sau khi rồi quyết định là yêu nhau rồi thì 7 tháng sau xin làm đám cưới luôn. Cũng nhanh quá nha. Nhưng mà người ta đã đeo đuổi và tìm hiểu cả năm trời rồi mấy tháng cho mũi đốt nữa, rồi cộng thêm 7 tháng chính thức được qua lại với nhau là 1 năm 7 tháng là gần 2 năm. Gần 2 năm. Năm trời. Cưới xong anh ở rể luôn anh hả? Không, mình có nhà ở cái bên trong khu cư xá của nhà mấy đường của mình ở. Bà xã thì ở bên ngoài đường, tức là buôn bán ngoài đó. Còn mình đi ở trong khu cư xá thì nó cũng mấy trăm mét à, cũng 500 mét đi bộ được, đi xe đạp được. 3 tháng sau là bà xã có bầu. Hồi đó mình có chiếc xe cúp 82. Nói chung là cũng được. 82 là ngon rồi đó. 82. Dạ. Thế thì bà xã bà ở nhà mới buôn bán, nhưng mà đến ngày cái bụng bự rồi đó thì đi tính toán với bác sĩ hồi đó ở quê mà. Bác sĩ tính toán không có sự chính xác, nói là sinh sau 2 tuần sau mới sinh. Chứ cái điều kiện như giao thông nó rất là khó. Khoảng 2 tuần nữa cái y mình cũng chuẩn bị đồ đạc sẵn rồi, nhưng mà nó vỡ ối sớm nó đi thì không biết, thì mới đi lên trên trạm xá gần cách lên 3 cây số để khám. Thì ở trên đó mấy cô nói là thôi về đi, chừng nào đau bụng thì lên danh. Nhưng mà cuối cùng thì có một cái chị khách vô cho ăn sáng á, cái chị mới thấy vậy, chị nói chứ không được đâu, thôi bây giờ làm sao làm, phải đưa về Sài Gòn đi chứ kiểu này là không có được. Rồi lúc đó đâu có xe mà nếu mà chờ bắt được một chiếc xe đò đi rất là cực, biết chừng nào mới tới nơi nữa. Cái thôi cái là hai vợ chồng liều mạng luôn, đi trên chiếc xe 82 đó chạy từ La Ngà về Sài Gòn. Thôi vô Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Mà lúc đó đã vỡ ối rồi hả? Đúng. Thôi nguy hiểm lắm đi luôn. Đi dọc đường đi ngang ngã ba Dầu Dây là cứ vô nó lấy ra. Tại vì chứ biết sao giờ, còn hơn là ở đó chờ cái xe đò biết chừng nào nó tới mình. Hai vợ chồng chạy chiếc xe đó, ngoài bụng thì đến nơi. Và đến nơi vô là nhập viện luôn. Nhập viện có 12 giờ, tới trưa thì tới là nhập viện, tối hôm đó khuya 2 giờ. Khuya 2 giờ. Nhưng mà cái cuộc sanh đó nó có khó khăn không cô? Khó, cho nên là con của chị nó mới bị nhiễm trùng đó. Nhiễm trùng ối cho nên là mẹ tới 9 ngày mới gặp được mặt con, nằm trong lòng ký. Thì lúc mình khoảng 5 ngày là mình xuất viện rồi, thì về nhà bà chị ở bên Nguyễn Văn Đậu, đó là ở nhờ bên đó. Xong rồi bắt đầu là 9 ngày sau là bà đi bà rước về giùm. Về La Ngà thì ở ngoài quán luôn, ở trong nằm trong phòng để mà cho kiểu như cho má lo đó, mấy chị em gần đó nữa chăm sóc. Nhưng mà cuối cùng thì đó là con nó được khoảng chừng ra tháng là phải nhà bắn đông, ai đứng bếp phải ra làm, phải phụ, tại vì mình nằm đó mình thấy ồn ào mình cũng không chịu được. Thời gian đó thì mình vẫn còn cũng còn ham chơi, nói chung là có con mà cũng còn ham chơi, cũng thích bài bạc rồi bia rồi, nói chung là những cuộc cái giải trí như vậy nó vẫn kéo dài. Thì nói chung bà xã cũng không được vui nhiều, lúc cổ ôm con đến nhà đi ôm từ ngoại gì, có một chiếc xe mình đi mất, cổ đâu có xe, cổ phải ôm con đi bộ, mưa lâm râm che cái dù, thì cổ mới giận quá, cổ mới về cổ viết thư. Trong lá thư thì nó cũng có nhiều cái lời lẽ và có sự cảnh tỉnh và cảm hóa.
thì mình mới thấy cái sự trách nhiệm của mình. Mình không thể là bông chơi như vậy nữa, và con đường cũng thế, không thể là công nhân, bởi vì gia đình mình rất là hiếu học. Phải quyết định yêu cầu phải đi học đại học, lúc đó con cũng đâu có một tuổi. Mình mới quyết định để bà xã ở nhà để mình ôn thi học ở đại học Bách Khoa. Đại học Bách Khoa thi thì vào mình đậu, cũng nhờ mấy bức thư đó đó. Nếu không có bức thư đó chưa chắc đi học đại học đâu. Bài bạc giải trí nó quen rồi, có khi nó lại thay đổi một số phận nữa đó. Tại sao chị lại quyết định viết những lá thư đó mà không có nói trực tiếp với chồng? Tính nó là nóng, cho nên là mà chị nói là chị nói câu trước câu sau là chị nghẹn lời, chị không có thể nào mà chị nói mà ngồi mà nói một cái diễn giải ra đúng rồi, để nó dài dòng văn tự được. Thì khi mình viết thư mình, nhưng mà nhiều cái chuyện như vậy thì chị mới biết, cho nên là chuyện nào chị cũng viết thư, tức là nó dồn nén á. Ngày nào viết thư chắc mệt lắm nha, cứ giận lên viết, giận lên viết, tức là nó dồn nhiều cái sự việc là như vậy, giống như cư xử chị những cái như vậy. Thí dụ chị thấy mà chị bức xúc á, thì chị dồn nén lòng, chị chịu không nổi thì chị viết thư. Tối đó chị viết thư, thì sáng ví dụ như là chị đi làm đi buôn bán thì chị lại để lá thư trên bàn, để trên bàn cho mình đọc. Nhưng mà không biết đọc rồi có cảm nghĩ như thế nào chị không biết, nhưng mà sau này từ từ chị viết được 4-5 lá gì đó. Thì lúc đó chị thấy cũng dần dần cũng đỡ thôi, nhưng mà cái tính nóng thì với là gia trưởng á, má mình cũng căng nhận cô này. Mình rất là nóng tính, phải có sự nhường nhịn và kiềm chế đi, rồi sau đó hãy nói gì nói. Mẹ nói như vậy thì mình cũng tự ái bắt đầu, và đồng thời bản thân mình có sự thay đổi. Lúc đó hai vợ chồng mới quyết định là sinh đứa thứ hai vào năm 99. Người lớn sát họng đờm ho, ăn phế nam dược khỏi lo dung liên. Cuộc sống hôn gia đình thì ta nói rằng là sống trong chén cũng khô đó. Vậy thì có lúc nào nó khô mạnh quá, rồi lúc nào mà cái tính của anh nóng, anh cọc quá rồi anh xúc phạm hay là làm tổn thương đến chị không? Tính thì nóng thật, nhưng mà để mà động tay động chân á thì mình cũng không có. Nó nói cho mình cũng còn cái sĩ diện của người, chứ còn không phải là như vũ phu rồi quá thì cái nhưng tính nó không. Đôi khi mình nóng tính quá mình không kiểm soát được cái lời nói của mình á, gọi là cọc tính, mình vô tình mình buông ra cái lời nào đó. Nói chung là cũng có. Bà xã bà cũng rất buồn, nhưng mà mình cũng rất là tự ái. Mặc dù mình nói nhưng mà mình sau mình chấn chỉnh, mình nhìn lại là mình thấy mình sai hoàn toàn. Những lá thư cô viết xong á, mình rất là xấu hổ. Tuy nhiên cái tự ái của bản thân là mình không có sửa ngay, nhưng mà mình ra mình thể hiện bằng một hành động khác. Mình nói bên em khỏe không, rồi như thế nào, cô giận cũng mấy ngày nhưng mà cái lòng chân thành của mình có và cái độ ly mình có. Người phụ nữ người ta không thể chịu đựng nổi đó, người ta bộc phát lên á, người ta lại tiếp tục có những cái lời nó y chang như vậy nữa. Thành ra nó luôn luôn trong hạnh phúc gia đình á, nếu có những cái người như thế thì dễ đổ vỡ lắm. Vậy thì những cái lúc đó chị Thủy chị kiểm soát thế nào, chị kềm chế thế nào mà hay như vậy? Nói chung tánh chị cũng nguội, chứ chị không có, chị nói chung chị bình tĩnh. Chị có cái như vậy, mặc dù ở chung nhà có khi chị giận mà một tuần lễ luôn, chị ngủ chung giường luôn, nhưng mà chị không nói chuyện, có hỏi thì chị trả lời mà thôi, chứ trong lòng chị là chị không có thể hiện ra như những người khác là đớp chát lại, để chị không đớp chát. Cái tính chị vậy, cho nên là chị dồn nén nhiều khi quá, chị không chịu nổi thì chị ưa viết thư. Viết thư thôi. Viết thư. Tính hay quá. Cho nên tới bây giờ cũng vậy, bây giờ là chị nhắn tin, không viết thư nữa mà chị nhắn tin, hai chồng chị gây lộn bằng tin nhắn. Nó đỡ trực tiếp hơn. Cũng là gián tiếp, cũng là gián tiếp. Chứ nếu mà gây lộn trực tiếp á thì nó kinh khủng lắm. Còn nếu mà gián tiếp gây lộn bằng tin nhắn thì nó còn... Trực tiếp chị gây không lại. Thiệt. Gây không lại. Tại vì nói câu trước câu sau là bộc phát ra là chị thấy là chị thua rồi, chị không gây lại, cho nên chị là bây giờ vẫn gây. Ví dụ có gì chị bức xúc chị vẫn nói bằng tin nhắn, xong mà đọc cũng có trả lời. Nhưng mà chị thích nhất cái câu là tính tình anh tuy nóng nảy nhưng anh rất yêu em và con. Tính tình anh tuy nóng nảy nhưng anh rất yêu em và con. Cho nên vì câu đó mà chị sống chết tới bây giờ. Có bao giờ anh chị cãi nhau trước mặt hai con chưa? Cái đó cũng có, nhưng mà con mình khi con nó lớn lên á, con nó phê bình rất là dữ. Mình có hai đứa con, nhưng mà nó có hai, nhất là bạn nhỏ đó. Cách đây 2 năm khi một bạn ở Mỹ về, năm 99 bạn về, bạn em á nói là ba con muốn họp gia đình. Thì mình thấy lòng tự trọng mình chủ gia đình, ok con set up đi, ba mẹ và anh trai sẵn sàng. Đêm 30 Tết á, 8 giờ tối ăn tối xong ông quẩy ba lô đi mất tiêu. Mình mới nghĩ rồi, thằng này nó bốc phét rồi, cho nó nói họp hành cái gì. Ai về cái lúc cỡ 10 rưỡi mò về,
con, ủa hồi nãy con đi đâu đi nãy vậy? Con qua quán cà phê con làm chương trình. À lúc đó mình mới ngỡ ra ba cho con xin một chai rượu vang. Thì bạn mới tổ chức một chương trình bốn người ngồi bốn góc trong một bàn. Thì bạn muốn phê bình mình mà không phê bình trực tiếp, nó chỉ trích, mà bạn nhờ ba người xung quanh hay những người xung quanh nói là bốc thăm, hãy kể tật xấu của người kế bên. Anh xui à, cái đó là bốc thăm của bạn, bạn set up chương trình như vậy. Thì mình nói ra là đụng mà xã cũng nói, ví dụ như là anh tính nóng nảy hay la con trước mặt hay nhắc đi nhắc lại nhiều lần nó không thích, đó là những tật xấu của mình. Dĩ nhiên trong đó có mặt tốt, và trước đó mình mới nhìn nhận là mình có cãi vã trước mặt con là một cái sự sai lầm lớn, cho nên mình rất là quý, rất là thương cái cậu con set up một cái câu chuyện như vậy. Nói xong mấy mẹ con ôm nhau khóc quá trời trong đêm 30 Tết. Đây bạn này đây hả? À, bạn đó. Dành một tràng pháo tay cho em về cái hành động đó. Con nghĩ là do bạn cũng tiếp xúc với nhiều cái nền văn hóa khác nhau, cho nên là bạn tự tin và bạn mạnh dạn hơn trong những cái việc này. Nên là bạn rất là thẳng thắn chia sẻ vấn đề. Hay quá. Vì trong gia đình của mỗi chúng ta lâu lâu cũng nên họp gia đình và đặt ra những câu hỏi như thế. Dạ. Đặt ra những vấn đề như thế để xem người kế bên nói người kế bên như thế nào. Mỗi lần cô buồn quá là cô viết thư cho chú, rồi chú có đáp thư lại cho cô không? Không, không. Không. Nhắn tin thì có nhắn lại. Dạ. Mà có bao giờ chú viết một cái lá thư tay dành cho cô chưa? Từ lúc quen nhau tới giờ. Như chưa bao giờ. Vậy thì con khẳng định rằng đây là lá thư đầu tiên chú viết gửi cho cô. Con đang cầm trên tay đây. Hồi hộp quá. Con sẽ đọc cho cô nghe cũng như là quý vị khán giả nghe. Thương gửi em yêu của anh. Thế là đã 30 năm chúng ta chung sống bên nhau. Chúng ta đã rất vui và hạnh phúc bên gia đình với hai con. Anh hy vọng chúng ta không chỉ có 30 năm mà chúng ta sẽ còn hạnh phúc bên nhau 40 năm, 50 năm, 60 năm và còn lâu hơn thế nữa. Anh cảm ơn đời đã ban cho anh một người vợ hiền, chu đáo bên chồng và hai con. Mặc dù thời tuổi trẻ em biết anh có nhiều thói hư tật xấu, nhưng em vẫn đến bên anh để cảm hóa anh bằng tình cảm yêu thương chân thành qua những lá thư em gửi cho anh với những dòng chữ thiết tha đã chạm sâu đến đáy lòng của anh. Anh còn nhớ em đã từng viết, em đã chấp nhận anh và chúng ta cùng hứa hẹn xây dựng cuộc sống lâu bền, hạnh phúc. Thế sao anh vẫn còn chưa thể hiện hết tình yêu thương và trách nhiệm của mình như lời anh đã nói? Anh hãy suy nghĩ lại trách nhiệm của mình đối với em và con. Qua những lần như vậy, anh thấy mình quá xấu hổ và có lỗi thật nhiều với em và con. Vì vậy, những cuộc vui với bạn bè, những trò tiêu khiển không cần thiết, kể cả hút thuốc, anh đều từ bỏ để anh dành thời gian cho con, cho em nhiều hơn. Lá thư này anh viết cho em trong dịp kỷ niệm 30 năm ngày cưới, cũng chính là bằng chứng của tình yêu, tình thương mà anh dành cho em và gia đình chúng ta, và cũng là bằng chứng cho sự thay đổi, để em tin rằng anh luôn chân thành đối với em và trách nhiệm với gia đình. Em hãy tin tưởng ở anh, em nhé. Anh luôn mãi yêu em và các con. Một lần nữa, anh cảm ơn người vợ thân yêu của anh đã kề cận bên anh trong suốt 30 năm qua. Anh yêu em và các con rất nhiều. Yêu em, Nguyễn Quang Minh. Thì cảm nhận thế nào mà những giọt nước mắt đã rơi từ lúc ban đầu bức thư luôn đó? Là chị không biết nói sao. Từ nên là cưới nhau 30 năm nay là mới nghe chồng mình thổ lộ những điều là tận đáy lòng. Chị rất là xúc động. Em bây giờ cũng không biết nói gì hơn, là em rất quý cái tình cảm của tụi mình. Hai đứa mình đến với nhau cũng không, gia đình hai bên thì cũng không có gì là trắc trở. Nhưng mà do cái bản tính của anh là gia trưởng với lại là nóng nảy thôi, thì mới là có những cái mà để làm em phải mà chịu đựng bức xúc như vậy. Thì bây giờ anh nói được những lời như vậy thì em rất là cảm ơn anh và rất yêu anh rất là nhiều. Tại vì chưa bao giờ mà anh nói được những cái, tại vì anh chưa bao giờ thổ lộ được những cái tình cảm của mình đối với em trong suốt 30 năm qua. Thì bây giờ em nghe được những lời như vậy thì em nói chung là không biết nói gì hơn, là rất là cảm ơn anh. Lời nói của người đàn ông, người ta nói trong lòng không thốt thành lời. Tuy nhiên là nói cho nhiều, hứa cho nhiều không bằng minh chứng bằng một lá thư. Mình viết ra bằng lời văn, bằng giấy trắng mực đen nó rõ ràng. Và điều này là cái sự minh chứng thực sự, cho nên muốn gửi cho em nhân dịp kỷ niệm đúng là 30 năm ngày cưới luôn.
thì chương mình vợ chồng mình cũng set up một cái chương trình đi Phú Quốc, nhưng mà cho cái dịch bệnh nó không có xảy ra, cho nên là anh mới viết lá thư này. Cảm ơn cái chương trình đã tạo cho mình một cái ngày kỷ niệm 30 năm ngày cưới rất là tuyệt vời. Xin cảm ơn Quyền Linh, cô Ngọc Lan.